video các bạn đang xem được thực hiện ở nhà của mình. Thì trong cái nhà của mình đây là một cái phòng làm việc, nó có diện tích khoảng 1m6 nhân cho 2m6. Thì trong phòng làm việc này chúng ta có máy tính nè, chúng ta có một cái khu để chụp hình, quay phim, chúng ta có một cái khu để làm vlog như thế này. Thì mình tạo ra một cái group tên gọi là group Mini Studio Việt Nam. Group này mục tiêu là giúp những các bạn có thể tạo dựng được những cái mini studio ở nhà, những cái studio có không gian nhỏ nhất nhưng mà có được chất lượng tốt nhất. Group Mini Studio nó sẽ phục vụ cho những các nhu cầu sản xuất hình ảnh và nội dung và thậm chí cả âm thanh tại nhà, phục vụ cho các công việc từ nhỏ cho đến vừa, thậm chí nó có thể không thua kém gì các studio lớn. Có thể bạn làm photography, bạn làm phim, bạn làm reviewer, bạn làm vlog, thậm chí bạn có thể làm ASMR, bạn record âm thanh, bạn thu âm. Thì đó là cái group mini studio thiết kế trong một không gian nhỏ gọn nhưng mà vẫn có thể được sản xuất được tất cả mọi thứ. Các bạn sẽ có cái link để tham gia group này nhé.